glass nearly empty, sat on my own. I'm here looking for love, not to drown in my memories. In the dull of the night came a shooting star with long blonde hair and ocean eyes. She is bold and she is beautiful. 안녕, hello, xin chào tất cả mọi người. Bé đang ngồi ở Dunkin Donuts hả? Bây giờ bé đang chuẩn bị đi tới IKEA rất là hot ở Hàn Quốc. Tại vì dạo này giới trẻ nó thích trang trí nhà cửa, nó hay đến IKEA để đi tham quan lắm. Và bé cũng chuẩn bị đi đến IKEA bởi vì là tuần sau rồi biết chuyển nhà thật sự rồi. Bữa họ biết là show cho mọi người cái video là chuẩn bị chuyển nhà đó. Nhưng mà tháng 9 này sẽ chuyển. Nhưng mà bé đã chuẩn bị năng lượng trước khi tới IKEA là cà phê và bánh donut. Hôm nay á, có một khách mời đi cùng với Biết. Hôm nay không phải là Nana đâu mọi người, mà đó là một cái sinh vật bé nhỏ. Một em bé mà Nana đã cùng một em bé mà Nana đã cùng Biết ở lộn Nana đã pick up trước khi gặp Biết ở đây. Một em bé xinh xinh. No, I can handle it. Mọi người muốn nhìn thấy bé handle em bé hay không? Con rắn này nó còn bé tẹo rồi mọi người, cái xíu à, em cưng lắm. Oh, kêu. Cô bé gì? Kêu. Hôm nay bé rắn này sẽ cùng bé đi đi khắp thế gian, đi tham qua IKEA mà không biết giờ được dùng. Chứ sẽ giấu nó mọi người. Không sao mà mình. Sorry, I should have told you that. 오줌 싸가지고 이거 체인지했어. 아씨, 뭐라는 말 대상 뭐 뭐야? 왜 그거 막 아 진짜. 너 진짜. 방정 mất nước. 싸가지. Mọi người đừng nói bây giờ nha. Bây giờ biết sẽ phải tẩy trùng thôi. Biết sẽ đi rửa tay. À, trước khi đi biết sẽ phải tắm đây. Ăn nè, trước khi đi biết sẽ ăn. Ăn lấy lấy súp cho mọi người sáng rồi chưa ăn gì nữa. Nhà bánh tiêu nhà mình không? Let's go. Cú. Ăn một miếng vậy thôi rồi đi thôi mọi người. Ăn chồng ha mà ngồi ăn một mình như vậy đó. Wow, chà. Bỏng bút coi à, nãy cò. Trời ơi, thằng chồng. Yes, she amazes me and hooks me with her smile. Could this be it? She that lifeline to my heart. Mọi người ơi, đến IKEA rồi. Beautiful stranger. Oh my god, mọi người ơi. Let's buy this. Put it where? Huh? 어디다 놔둬? In my bed. 미국 공개나요 뭐 이거요? 봐봐. Your 뭐지? 메이크업 테이블에 넣으면 될 것 같다 여기. 오빠 이거 사주세요. 네 내년에 내년에. 사주세요. 아 귀엽다 여기. 이거 좀 베이비. 아. 애 있으면. 우리 애 생기면 이거 하나 사야겠다. 늘 자리도 없겠지만. 너무 예쁘다. Decoration. 와. 근데 이거 화장실은 뭐 해놔? 프레그런스인가? 향기? 아, 뭐 아니면 버튼 이런 거 할 수 있잖아. 너무 좋아요. 할 거 많은 거야. 뭐 하세요? This is my walking station. Yeah, right.
đây là bàn làm việc nhà bí mật. 이런 거 있어도 아무것도 안 할 것 같은데. 아니거든. 아 너무 좋다 오빠. 사기 사기입니다 이거 사기. 오빠 사주세요. 어 내년에 내년에. 네 형아. Next year. 이거도 예쁘다. 뭐 하세요? 마 người nhớ theo dõi. Was that subscribe? 예니 가자. 색깔은 별로다. 네. 너무 구려. 이거 사자. 이거 살까? Let's buy this. 나 하나 사줘 나이프. 나 좋아하는 나이프. 나라 얌얌 70%. Ai mà rảnh nhớ đi IKEA nha mọi người. Oh, I like this cutting board. Nè, con hơn đó. Oh, badminton. Yo, Nara thải mặt rồi. Đây là chồng mình Nara. Dạ vô. Dạ vô. Beautiful stranger. I told her I'm here for a lifetime. I'm not just passing through. Watch for movement in her eyes. Is this love, lust or desire? Jeez. Let's give it a go. She might be crazy. Ôi. Nhìn giống nhà quá biết cho mọi người. Ai vô đây cũng kiểu như là vô để nằm ngủ hết á. Cái phòng rất là xinh. Đây, căn phòng xinh. Cây giả thôi nhưng mà đẹp. Cây thiệt và cây giả lộn lộn. Cute à. Xinh lắm. Một rừng cây giả, thích lắm mọi người. Nhưng mà thật sự luôn. Ôi cái cây này giống cái cây gì ở Việt Nam nè. Cái gì ta? Không biết giờ bán mắc lắm, 69.900 won. So cute, trang trí thử luôn một phòng. Ví dụ như bàn làm việc ở trong đây là giường. Đây giường của bé. Oh cute. Giường. Sau đó là có một cái phòng trang điểm. Một cái bàn trang điểm như thế này. Wow. Welcome to my kitchen. Nhà bếp là mọi người ơi, mọi người vô không? Nhà bếp nè. Uri, the kitchen이에요. Chứ còn bọn thế. Đây, nhà bếp mới rửa chén xong mọi người. Nấu ăn nè. Fun. Uh-huh. 음식 어떠세요? 와이 함자 할래요? 네. 어제 뭐 하죠? 뭐가 빠지기 페이보. 뭐야? 예. 매직 테이블인데 좀 어렵다. 뭐가? 아, 비야. 저기 이제 말하는 여자. 저는 이거 깨라. 오 씨. 이거 하면 안 되겠다. 너 너무 고생해. 밥 먹을 때마다. 아, 싫어. 됐어. 잠만 나 방금. 야, 뭐 봐? 아, 여보, 집에 왔어? 아, 오늘 일 너무 힘들었어. 좀 쉬자, 야. 텔레비 뭐 나와, 지금? 10시 10분? 야, 진짜. 시간 참 빨리 간다, 오늘. 와. Very nice. 좋아. 흘러가, 거의. Looks like you have no leg. I have no leg. Annabella. This is Annabella. Man, it's gonna break. 호연. 자, 호연에서 1만 원 아니 만 원 정도 하는 거. 여기서는 무슨 8만 원.
여기 먹자. 이렇게 자고. Breakfast in the bed, 아? 이런. 야, 나 이거 사면은 위험해. 뭔지 알아? 네. 이거 사면은 매일 아침, 매일 점심, 저녁 네가 나 시킬 거 아니야? 뭐 다 먹으라고. 에브 발라. 아, 야, 위험해. 이거 안 돼. 이런. What are you doing? I'm playing. Playing with what? 이거. 아, 왜 이래? 이거 사자. 아, that's a shark. 네, 어, 촉감 좋아? 어. 네, 존나 부드럽네. 너무 좋은데? 너무 좋은데? Baby section here. If you want a baby. I have a new pet. 여기 비밀 영놀이 뭐예요? I'm gonna name it Nara. 걔 걔 나라. 저. 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 이게 나지 임마. 왜? 내가 사자지고 그 개야. 이거 늑대. 오케이. 아니, 아니, 아니. This is Nara. No, that's your sister. Subi, Subi. Subi. 수비네 그거는. 수비네? 어, 너는 어디 있어? 나 없어. 내가 찾아줄게. 잠깐만. What you like it? 어? 갑자기 동물농장 됐어? 여러분, 우리 집에 진짜 이런 거 있어요. 야, 왜 됐어? 까매 까매야, 마이너이. 아이고, 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 이제 애인데. 니만 안 돼, 무슨 니 애야, 임마. 너보다 더 넓네. 어머, 애 귀여워. 얘 살까? 근데 얘 가져가면은 짱이 아주 좋을 것 같은데. 너무 좋은다. 어, 텍스처, 촉감 너무 좋다 이거. 깨깨 왜 꺼내 깨야 깨깨 우나 맵을 먹는 게 이런 놈아. 어머 여기 왜 꺼내 이거 어머자. 귀엽지 않나요? 네, 귀엽습니다. My baby. 야, 너 찾았어. 존나 너 같아. 너 화났을 때, 씨, 어젯밤에. 무서워, 씨. 와. 내일 농아, 뭐, 농아? 아이, 뭐, 거, 이, 또, 아, 아이, 뭐, 요, 뭐, 그, 아, 뭐, 짱, 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 kiểu người ta đã để có sẵn cho mọi cái một cái kiểu dạng phòng như thế nào á, mình vô mình chỉ biết cất đồ vậy thôi, hoặc là lấy ý tưởng cũng được. To lắm, đi để vào phê là phê, nhưng mà đẹp và có nhiều cái cũng đang giảm giá nữa, giảm giá cũng nhiều, 70% cũng có, nhưng mà đa phần tôi thấy là ví dụ như bạn hay ghé ở đây thì hơi giá hơi cao so với làm online, nhưng mà mấy cái vật nhỏ nhỏ ấy, như là gói nè, bao gói hay mấy cái đó thì cũng ok rẻ. Và maybe là chất lượng sẽ tốt hơn chút xíu, chứ không biết là tại vì IKEA mà ở châu Âu hay là Mỹ, ai biết. Anyway, IKEA mà ở mấy nước đó thì kiểu như là đồ rẻ tiền và tiện dụng ấy, chứ không phải là đồ dạng luxury. Ở Hàn Quốc mọi người đang cuồng lắm, mọi người đang cuồng IKEA với lại Ordinary Chip. À, quá mệt luôn, bây giờ phải đi muốn lòi mở nên chắc đi qua khu ngủ. Nói chung là cũng đông người nên cũng hơi lo. Xong rồi sẽ đi ăn. Ở đây có món mít bông ngon lắm, cho nên là đẹp hơn. Restaurant 입장 원하시면 QR코드 체크인 먼저 준비하셔야 돼요. 이쪽으로 와주세요. 이따가 사진을 네모 칸 안으로 넣으시면 돼요. 왼쪽 떨어져서 왼쪽으로 기둥이 네, 들어오세요. 들어오세요. 라우딘라 파이 루타이야, 마음을. 있어. 이거 지금 집어야 될 것 같은데. 이거? 네가 그거 좋아해? 이거 맛있을 것 같고 이거 좋아. 뭐가 좋지?
예. 예. 근데 네. 스폰 받아드리겠습니다. 나랑 1,900원은 1,000원에 할인해드려요. 예. 사람 없을 때 먹자. 아, 우리가 지금 멀리 가야 돼. 딴 데는. Gotta be careful. 너 여기 앉아. 뭐야? 이제 또 뭔 짓 안 돼, 뭐 이거요? 짱하자. 네. 오. 내가 로가 막걸리. Non alcoholic. 무알코올. 무알코올. 막걸리. 뮤키스 뭔 거? 아이케아 전 그러니까 전 세계적으로 이게 메뉴가 다 똑같은 거 같아. 나라 nói là cái này như là menu của Canada. 근데 메뉴에 변화가 없어. 그래? 한 10년 전에 아이케아 캐나다에 갔을 때. 뭐냐? 뭐냐? 왜 이래? 미트볼 그대로 있고. 맛 어때? 미리야. 맛있거든? Some people love it. Some people don't really like it. It's always happen half. Ở trên Naver lúc nào cũng coi review về các món ăn ở đây á, và kiểu giống như là lúc nào cũng chia ra hai bên, một bên là ngon, một bên là dở đó. Nghĩa là tùy theo khẩu vị mọi người á. Nên này có thắng có thua nên nè. Về mà bữa cuối cùng ít mặt, thả mặt nên bò. 그치 그치 완전 퓨전 스타일이 아니라 완전 외국인 맛이야 이게. Very home cooked style. 뭔지 알지? 잘 매 맛 맛이야. 나 너무 거 배고 그 타이 형아. 그런 거 한국 한 옆에 좀 좀 하세요. 한번 제 리뷰 써 봐. 나는 맛있어. 이거 캐나리안이잖아. 아니야? 한국인이에요? 캐나리안이에요? 왜? 모르겠어. 블로그는 난 머릿속은 그냥 외국인 같고 그렇게 됐다. 그리고 베트남 사람 닮았어. 왜? 누가 그래? 뭔 거 뭔 comment 제가 biết là Na Lan nhìn có giống người Việt Nam không mọi người? I'll ask them. 베트남 사람? Am I, do I look like Vietnamese? I asked them already. We'll see, we'll see. 짧았을 때 머리 밀었을 때 있잖아 완전 빠박이 그때 좀 많이 들었어 왜냐면 베트남 사람은 베트남 갔을 때 베트남 사람들이 머리 짧은 남자 많아 네? 머리 거기는 키 팀 스타일 안 해 아 그지 형이 더우니까 맛있어 mọi người nhớ đi IKEA 야 mọi người đó kiểu như là một nơi du lịch nên cần thiết để đi á nhìn thích á This place is good for you know university students, college students. Really? Yeah, why? People who are gonna just live on residence for maybe 1 or 2 years or 3-4 years. Nice. The, like us. Yeah. People who are always on the move, like pilgrims like us. 쓰다 버리고 쓰다 버리고 막 그런 거 있어요. 가서 좀 큰. Swedish food, I think. 당연히. 스웨덴 안 가봤지? 안 가봤어. 스웨덴 가면 뭐가 있지? 아기야. 예쁜 여자가 진짜 많아. 많아요? 다 금발에 블랑. 베트남에서도 블루 아이즈. 베트남에서 예뻐요. 옛날에 나 학교 다닐 때 우리 캠퍼스에서 그 스웨덴에서 온 그 뭐지 컵 여자가 있었거든. 근데 그 여자가 나 좋아했던 것 같은데. 아빠들이 없어졌어. 아 그래? 너 얘기하니까 아빠들이 없어졌어. 개소리라서 자 여러분 여기까지 bây giờ tụi mình sẽ ăn thôi ngày hôm nay đã tham quan hết IKEA rồi và nó đã nói khen là con gái Swedish dish mình là thụy điển hay thụy sĩ gì đẹp chứ không phải khen con gái Việt Nam đẹp phải cho lên hình tiếp mọi người ơi bây giờ thì tụi mình tập trung ăn sau đó sẽ về đây anh nhân bye Hẹn mọi người nhớ like và subscribe nha. Like và subscribe. Please. Yeah.
like and subscribe. A beautiful like and subscribe. It'll make her feel happy and less twice a month. But she's a beautiful stranger.